Thôi xì kệ cho các con chơi. Xì kệ đi. Hai đứa không tham gia cuộc chiến à? Ừ. Ra đây phá đồ của anh à? Siro ơi, cẩn thận. Dạ nhàng. Thôi Siro nằm gọn ra cho em mới chơi đi. Nano, bắn đạn trẻ con. Thank you.
Siro ấy. Em nó chơi thì được, Siro thì cấm. Đã biết đứa nào là chính là thủ phạm cắn cái dép của mình. Thích vào chỗ này chơi, ra này mấy đứa này cứ chơi ở xa vậy. Ra đây là để nằm chứ không phải ra đây, không phải để cắn ghế nhá. Si ơi, Si dạy con ăn giấy đi à? Thưa mi không bắt nạt em. Cái gì đây? Cắn đuôi nó hả?
Nào. Con nào nghịch đấy, con nào nghịch nước đấy. Quấn nhau, cãi nhau suốt ngày.